bố mẹ cháu đi 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 chỗ khác rồi, đi chỗ khác ở rồi. Bố cháu thì đi làm công ty, còn mẹ cháu thì bỏ cháu lúc cháu còn bé, tại còn chưa biết gì. Ông bà thì làm nương làm giấy nuôi con cháu, hai vợ chồng nó trẻ, nó đi công ty sau nó bỏ đi, sau nó mỗi người một chỗ, sau nó bỏ nhau, bỏ cháu ở đây. Dạ vâng, con thưa chú, là con tên Lý Kiều Loan và nhà con ở xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Rồi, thì con học lớp mấy rồi, con học trường gì? Dạ vâng, cháu thưa chú là cháu học ở lớp 3B, trường tiểu học và trung học cơ sở Địa Linh ạ. Mình đưa đi học phải mới đưa đi xong là đến giờ là đón về. Hàng ngày đưa cháu đi học, có gì nó cho cháu ăn đấy. Sau 2 năm thì ở lớp 1 thì cháu không được giấy khen, nhưng mà khi ở lớp 1 lên tập 2, thì cháu đã được giấy khen xuất sắc, và lớp 2 cháu cũng được giấy khen xuất sắc, và lớp 3 con thấy con học xuất sắc nhất là môn tiếng Việt ạ. Khi học tiếng Việt thì con cảm thấy như con được khám phá thêm những bài đọc thật là hay, những bài đọc về thiên nhiên, những bài đọc về những người bạn. Cháu nó học nó cũng học giỏi, cũng vui tính, rất tự hào ở cháu. Làm bố mẹ cháu đi chỗ khác rồi, đi chỗ khác ở rồi. Bố cháu thì đi làm công ty, còn mẹ cháu thì bỏ cháu lúc cháu còn bé, tại còn chưa biết gì. Cháu thấy thế nào về việc đấy? Cháu thấy rất buồn vì không có mẹ. Bao lâu rồi còn không gặp bố mẹ của mình? Hình như là hơn 3 năm rồi. Là khi lúc trước bố mẹ gọi về thì con thường nói là lúc nào bố mẹ về với con này, nếu như lúc nào bố mẹ về thì bố mẹ mua cho con một cái váy nhá, hoặc là một cái hộp màu nhá. Đấy, con thường nói như thế. Bắt đầu từ năm 2017, sau khi lên điểm trường thì từ năm ngoái thì tôi được phân công dạy em Loan, bắt đầu học từ năm lớp 2 ạ. Năm lớp 2, và khi mà tiếp xúc với em thì đầu tiên thì em vẫn còn rất là nhút nhát, nhưng mà khi được tiếp xúc với cô rồi là với các bạn trong điểm trường thì càng ngày em càng tự tin hơn, và em thì ở lớp thì ngoan, hay hăng hái phát biểu xây dựng bài. Mặc dù là cô cũng chưa lên đến gia đình em bao giờ, nhưng mà lần qua những buổi họp phụ huynh rồi là trực tiếp gặp phụ huynh ở trường thì cũng được biết hoàn cảnh của gia đình em Loan. Thì mẹ khi mà sinh em ra thì được 8 tháng tuổi, thì mẹ của em đã đi làm công ty, và sau khi mà đi làm công ty rồi thì mẹ của em cũng quay trở về nhà nữa và bỏ em ở lại với ông bà. Thì cũng nhà cũng thuộc diện hộ nghèo. Cháu thưa chú là cháu thấy bà cũng rất giống mẹ, và ông thì còn rất giống bố. Ông thì rất là yêu thương cháu, và cháu muốn mua cái gì thì ông mua cho cháu cái đấy. Nó lúc hai vợ chồng nó bỏ nhau, nó ở với ông bà không khóc được, toàn ở với ông bà, nó toàn ngoan, nó ai rủ đi chơi cũng không đi đâu. Cháu thưa chú là ở nhà kia cháu thường hỏi ông bà về những câu thắc mắc mà cháu chưa biết, ví dụ như là bà cháu sinh từ ngày mấy nè, bà cháu bây giờ bao nhiêu tuổi nè, bà cháu tháng mấy nè. Cháu thưa chú là cháu nghĩ lúc nào cháu lớn lên cháu sẽ là họa sĩ. Làm bằng thế thường thường thì con sẽ vẽ cái gì? Thường thường thì con sẽ vẽ những ngôi nhà và những bạn nhỏ đang đến trường học.
Về trường học thì cháu lại nhớ đến lúc cháu cùng các bạn đến trường học và lúc ra chơi rất là vui nhộn. Cháu rất thích đi học vì đi học thì cháu được cô giảng cho cháu những bài học thật rất là hay. Và khi lúc ra chơi thì cháu được cùng các bạn chơi những trò chơi và cháu được viết cho chữ cháu đẹp hơn. Cũng mong muốn cho cháu đi học đàng hoàng thực tế, sau này có công việc lo cho bản thân. Cháu thưa chú là lúc nào con lớn thì con sẽ đi kiếm tiền nuôi ông bà và đi kiếm tiền để xây một ngôi nhà thật lớn để cho ông bà ở. Thì con sẽ xây ngôi nhà đấy ở một chỗ có cảnh thật là đẹp và xây ở một chỗ an toàn, không có động vật lớn.